Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu các bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Vàng trên thị trường thế giới tiếp tục trong xuống tăng sau khi đã tăng mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 2.636,7 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức cao là 102,92 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng đứng ở mức 60.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,068% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ đứng ở mức 75,56 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đi lên trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam khi mà nền kinh tế Mỹ đã công bố báo cáo lạm phát tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và trung bình 4 tuần đều không đạt như kỳ vọng. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng hay gọi là CPI tháng 9 tính theo năm tại Mỹ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo là tăng 2,3%, thấp hơn mức của tháng trước là tăng 2,5%. Chỉ số CPI cốt lõi tính theo năm đã loại trừ đi giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động tăng 3,3%, cao hơn mức dự báo và đạt được của tháng 8 là 3,2%. Chỉ số CPI tháng 9 tính theo tháng tăng 0,2% bằng với tháng 8, nhưng lại cao hơn mức dự báo trước đó là tăng 0,1%. Chỉ số CPI cốt lõi tháng 9 tính theo tháng tăng 0,3% bằng với mức tăng tháng trước và cao hơn mức dự báo là 0,2%. Như vậy là nhìn vào con số trên cho thấy lạm phát tại Mỹ đã giảm chậm lại sau khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hạ 0,5% lãi suất. Lãi suất điều hành đồng đô la Mỹ vào giữa tháng 9 với số liệu lạm phát chưa đáng lo ngại mà thông tin việc làm đã khiến giới đầu tư bận tâm nên đã đẩy mạnh mua vàng lưu trú dòng vốn. Cụ thể, với số đơn khai báo thất nghiệp lần đầu tuần đầu của tháng 10 tại Mỹ đã bất ngờ tăng vọt lên mức 258.000 đơn, cao hơn nhiều so với mức 230.000 đơn dự báo và 225.000 đơn của tuần trước đó. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình 4 tuần qua tại Mỹ đã tăng từ mức 224.250 đơn trước đó lên mức 231.000 đơn. Như vậy là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp theo tuần đã bất ngờ tăng mạnh, đã khiến cho giới đầu tư lo ngại về nền kinh tế Mỹ bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu khi lao động thất nghiệp gia tăng. Điều này đồng nghĩa với các doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi thị trường lao động kém tích cực, giới đầu tư kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm thêm lãi suất 0,5%. Vào cuộc họp tháng 11 tới nhằm hỗ trợ cho kinh tế phục hồi và tạo việc làm cho người lao động, việc giới đầu tư kỳ vọng lãi suất giảm đã khiến họ đẩy mạnh mua vàng, một mặt vì lo ngại rủi ro gia tăng trên thị trường. Mặt khác thì họ kỳ vọng chi phí lưu trú và giao dịch vàng giảm và lợi nhuận gia tăng. Hôm nay, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục công bố chỉ số giá sản xuất hay gọi là PPI tháng 9. Đây cũng là dữ liệu tác động đến quyết định lãi suất của Fed, sau đó mà nhà đầu tư nên theo dõi sát thị trường để có quyết định kịp thời trong đầu tư, hoặc là chốt lời sớm tránh rủi ro cho dòng vốn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Điểm trưa nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tạm thời cũng không có nhiều thay đổi. Hiện tại, chỉ một vài hệ thống kinh doanh điều chỉnh tăng trở lại với mặt hàng vàng nhẫn với mức tăng dao động từ 100 đến 300.000 đồng trên lượng. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 82,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 84,50 triệu đồng trên lượng. Như vậy là không có thay đổi về giá sau khi mà điều chỉnh giảm 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên ngày hôm qua. Mức giá này đang được áp dụng cho cả 3 thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng mua vào mức 82,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 84,50 triệu đồng trên lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG cũng đang mua vào mức 82,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 84,50 triệu đồng trên lượng. Tại Mỹ Hồng, điều chỉnh tăng nhẹ tại chiều mua tăng 100.000 đồng trên một lượng, mua vào mức 83,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 84,50 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn, giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện tại thì không có thay đổi, mua vào mức 81,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 82,80 triệu đồng trên lượng. Nhẫn 3 số 9 tại Mỹ Hồng hiện tại cũng điều chỉnh tăng nhẹ, tăng 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều,
mua vào mức 82,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83 triệu đồng trên lượng. Nhận bộ số 9 tại P&G điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều, mua vào mức 82 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 83,10 triệu đồng trên lượng. Nhận tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji thì chưa có thay đổi, mua vào mức 82 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 82,90 triệu đồng trên lượng. Nhận tròn bộ số 9 Phú Quý tăng khá mạnh, tăng 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 82,25 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 83,20 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.640 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.030 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.250 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.350 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ bán ra, chỉ mua vào không có thay đổi. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. P&G Hồ Chí Minh và P&G Hà Nội mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. Phú Quý SJC mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. My Hồng SJC mua vào 8.380.000, bán ra 8.450.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. SJC Huế mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. SJC Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. SJC Bạc Liêu mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.250.000, bán ra 8.450.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 8.150.000, bán ra 8.280.000. Vàng 4 số 9 mua vào 8.145.000, bán ra 8.250.000. Vàng 24K mua vào 7.968,3 nghìn, bán ra 8.168,3 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.953,1 nghìn, bán ra 6.203,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.575,2 nghìn, bán ra 4.825,2 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.205,6 nghìn, bán ra 3.455,6 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji mua vào 8.200.000, bán ra 8.290.000. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 8.225.000, bán ra 8.320.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường và thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.